Rồi, xin chào toàn thể anh em đam mê mai dần nha. Lại là mình đây. Hôm nay lại tới công chuyện luôn rồi anh em à. Hôm nay ngày 24 tháng 3 anh em. Hôm nay mình rảnh nên làm cái clip cho anh em đam mê mai dần siêu tầm nha anh em nha. Rồi anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp mình kênh mình phát triển nha anh em. Rồi anh em yêu thích cây nào thì cứ gọi điện trực tiếp mình. Dứt là dứt nha anh em. Rồi một cây mai xin giới thiệu đến anh em à, một cây mai dùng các đế đẹp, đế khá đẹp luôn nha. Đế quá VIP luôn, có chân bấm xuống là đẹp lắm nha. Thân thì đặc quẹo luôn, có mấy miếng lũa thép trên thân làm cây già lắm anh em à. Cây nhìn nó già khú cây luôn nha. Cây này làm ra một tác phẩm khá đẹp luôn. Rồi, anh em yêu thích cây này liên hệ mình. Rồi Oanh. Mình 48. Mình 48. À. Cao 51. Phải không? Cao 50. Cao 52. Rồi mình 48 cao 52 nha. Bồi dài 51 nha anh em nha. Anh em 51. Cái này trồng vô lục giác hay là ô oanh gì cũng đẹp hết nha anh em. Rồi anh em yêu thích cây này dứt. Anh em ơi, mà dùng một cái nha anh em nha. Cây hai thân, cây một thân xiên, một thân đứng nha anh em nha. Cây đế khá đẹp. Rễ thì bao luôn nha anh em. Cây chi thoáng lắm. Cây này làm nhanh ra cây em nhanh em nha. Làm hai ngọn nha. Rồi Vanh. Mình 40. Cao. Cao 61. Rồi Vanh 40 cao 61 nha. Anh em nào yêu thích cây này thì giúp. Cây này thì trồng chậu cỡ 50 là ok nha anh em. Rồi tiếp tục hơn em. Anh em mình lại tiếp tục lên em ơi. Được chưa? Rồi dứt. Quay đây ông nè. Cây đế cũng khá được nha. Dễ thì nhiều. Cây nó có một miếng lũa trên thân nè mà. Cây một cốt nha. Giót ngọn luôn. Rồi Oanh. Oanh 42. Cao. Cao 62. Rồi bằng 42 cao 62 nha. Rồi dứt. Anh em nào yêu thích thì dứt nha anh em nha. Rồi anh em ơi, cây khá đẹp anh em à. Cây trực nha. Rồi quay vòng ông Năm. Quay chậm thôi. Quay nhanh quá người ta coi nhức đầu tội người ta. Rồi đế đẹp luôn nha anh em nha. Cây già cụ rồi anh em à. Cây nhìn già cây lắm nha. Đế khá đẹp luôn. Rồi, khá VIP. Chị có định có một chi phóng nha anh em nha. Đây có một chi phóng nhẹ nha. Rồi ở trên này nó có một miếng trên thằng nó có một miếng lũa nè anh em ạ. Đó miếng lũa nè. Đó miếng lũa, lũa thép nha anh em nha. Lũa chắc nồi rồi, lũa mà đụng vô xịt lửa luôn anh em ạ. Oanh. Oanh 33. Rồi Oanh 33 cao. Cao 41. Cao 41. Rồi anh em nào yêu thích thì dứt. Cây này trồng chậu 45-50 là ok nha anh em nha. Cây đế khá VIP luôn. Rồi dứt. Rồi anh em mình lại tiếp tục anh em ơi. Cây chất lượng nha anh em nha. Cây có bộ đế khá đẹp á. Có thằng chủ nó hơi lượng nhẹ nha. Cây khá đẹp anh em ạ. Cây lên nhút chi hết luôn nha. Đế khá VIP. Ở trên chi có hai miếng lũa thép nha. Đụng vô là xịt lửa anh em à. Lửa thép á. Oanh. Cây khá đẹp. Khá duyên. Oanh 38. Oanh 38 cao. Cao 67. Rồi oanh 38 cao 67 nha. Trồng chậu 50 là đẹp nha anh em à. Đây chỗ này nó có cái lắc nhẹ chỗ này nè. Đó, khá đẹp. Rồi dứt. Anh em nào thích thì gọi điện. Dứt. Anh em lại tiếp tục hơn em ơi. Mai dùng một cát đế đẹp nha. Cây đa thăng. Cây có bộ chi cũng khá đẹp. Cây này làm nhanh ra cây em anh em. Đế nè. Đế VIP nha anh em nha. Cây tròn chỉ không lũ bọng nha nha. Rồi Oanh. Oanh 35. Mình 35 cao. Cao 44. Rồi Oanh 35 cao 44. Trồng chậu 50 đẹp nha anh em nha. Đế đẹp lắm. Cây đó có bộ tay đều hết luôn, chỉ cần vô bo là chơi thôi nha anh em nha. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi. Cây đế đẹp nha anh em nha.
cây thân chủ lượng quang bên nha, cây đế khá đẹp ạ. Đấy này, đế đẹp ạ. Cây bóng lòng bóng giống như gái 18 này nè. Cây nó có miếng lũ ở chỗ đây, không có sâu nha anh em nha, nó miếng lũ nó vậy thôi à. Rồi, em gái 18. Rồi anh em nào yêu thích cây này liên hệ trực tiếp mình nhất quanh ba ba cao 41. Rồi bình 33 cao 41 trồng chậu 50 nha anh em nha. Giúp anh em lại tiếp tục hơn em ơi. Cây một cốt gốc ngọn đế đẹp nha. Cây này trồng chậu 50 nè mà. Cây hoành cũng. Cây hoành 10 mươ. Cây một cốt gốc ngọn đẹp á, có bộ chi đẹp không? Làm nhanh ra cây mà nè mà. Rồi quanh. Hoành khủng. Hoành 26. Cao 45. Cao 43. Cao 43. Rồi hoành 26 cao 43 nha anh em nha. Giúp. Rồi anh em tiếp tục lên em ơi. Cây đế đẹp nha. Cây đẹp, đế đẹp luôn. Cây nó có một miếng lũa đế này nè. Đế khá bíp luôn. Chói nắng. Chói nắng. Đế khá đẹp luôn nha anh em nha. Cây nè. Này nó có miếng lũa này nha anh em. Rồi mình xử lý hết rồi. Rồi quanh không nè. Đụng cái đài này là ớt rồi, đúng rồi nói gì nữa. Nhiều 39 bắt ôi gì vậy? 33. Cao. Cao 40. 40. Rồi 33 cao 40 nha anh em nha. Trồng chậu 50 dứt. Giờ anh em là tiếp tục thôi anh em nha. Một cây nghệ thuật giáng sinh bay ra nha anh em nha. Cây đế đẹp dễ nhiều lắm anh em ạ. Cây này